Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em ơi những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, cha quản hạt có nhờ con chia sẻ trong thánh lễ ngày hôm nay, cho nên xin phép quý cha con chia sẻ với anh chị em, đặc biệt những người làm việc trong việc phục vụ của các giáo xứ, hội đồng mục vụ. Trang tin mừng chúng ta nghe là bài tin mừng mà một trong ba bài được chọn đọc trong ngày lễ Tân Niên cầu bình an cho năm mới. Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta ba cái dụ ngôn có thể nói là rất nên thơ và cũng rất gợi cảm, để chỉ cho chúng ta thấy rằng đời sống lo lắng thái quá sẽ là vô lý nếu chúng ta vẫn tin Chúa. Mà chúng ta đọc trong Kinh Thiên Kính hàng ngày, Ngài là Thiên hàng tuần, Ngài là Thiên Chúa toàn năng, phép tắc vô cùng, và chúng ta quý trọng hơn vô vàn tất cả các sinh vật khác, bởi vì chúng ta được tạo dựng mang hình ảnh Chúa. Và khi con người lầm lỗi thì Chúa Giêsu thì Chúa đã tác tạo lại con người chúng ta, tái tạo lại bằng chính giá máu của Chúa qua công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Cho nên nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Phanxicô với giới trẻ, mỗi người chúng ta là vô giá, là báu vật của Chúa. Cho nên đừng bao giờ mang cuộc sống vô giá báu quý giá đó để đi đánh đổi với bất cứ thứ do gì trong cuộc sống này. Ví dụ thứ nhất, chim trời không gieo không gặt nhưng vẫn được cha trên trời nuôi sống. Ví dụ thứ hai, đó là cuộc đời của mỗi người chúng ta được ấn định, ta gọi là Chúa quan phòng. Có những người chết ở trong thai, có những người 1 tuổi chết, 2 tuổi chết, 10 tuổi chết, 100 tuổi cũng chết. Và mỗi người được ấn định một số thời gian nhất định, dù có lo lắng lắm đi nữa thì chúng ta cũng không thể sống hơn được 1 giây nếu Chúa gọi chúng ta vậy. Cuối cùng là hoa huệ ngoài đồng, không làm lụng, không kéo sợi, không dệt vải, nhưng ngay cả
hoàng bào của Salomon, vị vua khôn ngoan nổi tiếng nhất thế giới trước cũng không ai khôn ngoan bằng ông, và sau này cũng không ai khôn ngoan như Kinh Thánh thuật lại thì cũng không đẹp bằng. Như vậy, nếu Chúa vẫn chăm sóc cho chim trời, hoa huệ ngoài đồng, thì chúng ta có gì phải lo lắng? Và Chúa cũng tuyên bố đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, và ngày nào cũng có sự khốn khổ của ngày đó. Thưa anh chị em, chúng ta đồng ý rằng lời Chúa ngày hôm nay với những ví dụ thật hấp dẫn đó, nhưng trở về với cuộc sống hiện tại của chúng ta thì có lẽ đây là một chuyện rất khác. Không chỉ chúng ta ngày hôm nay lo lắng cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền, mà trước đây từ khi có loài người cho đến ngày hôm nay, và tôi tin chắc rằng mãi mãi cho đến ngày tận thế, thì chúng ta vẫn cứ phải lo. Lo gì? Dạ thưa, những điều rất cụ thể. Gia đình phải có một căn nhà, phải cho con được ăn cho ngon, mặc cho đẹp, học những trường tốt nhất, nếu có bệnh tật thì cũng ít nhất là được chữa lành. Và ngày hôm nay thì rất khác. Chúng ta cứ trở về 20-30 năm trước đây, được ăn cho no đã là sướng rồi. Nhưng bây giờ thì không, phải ăn ngon. Ăn ngon sợ béo phì, thì này bây giờ phải ăn cái gì nó healthy một tí, tức là nó phải lạnh. Mặc cũng vậy, không chỉ là mặc cho nó đủ ấm, mà bây giờ mặc phải cho đẹp, nhiều thứ lụa là. Hay bây giờ người ta phải mặc theo fashion, nghĩa là phải mặc cho nó hợp thời trang nữa. Rồi ngay cả thuốc men hay trường học cũng vậy, chúng ta mong cho con cái của chúng ta có những trường học tốt nhất, hay là đi nếu bệnh tật vô bệnh viện thì bệnh viện nào tốt nhất và an toàn nhất. Như vậy thưa cộng đoàn, việc lo lắng đó là xuất phát từ trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Và bởi vì lo lắng ấy là trách nhiệm, cho nên chắc chắn là điều đẹp lòng Chúa, và Chúa sẽ chúc lành cho những người sống có trách nhiệm. Bởi vì trở lại với những trang Kinh Thánh, ngay từ đầu sách Sáng Thế, khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa tạo dựng một lần, nhưng Ngài trao cho con người mà đại diện là Adam để làm chủ trái đất này, và làm cho trái đất mỗi ngày một đẹp hơn. Và đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta được công tác vào công trình sáng tạo của Chúa. Nói ngày hôm nay đó là được hiệp hành, được đồng hành, làm việc chung với Chúa, một vinh dự rất lớn mà không bao giờ có thể có được. Chúng ta làm việc chung với Chúa, chứ không chỉ làm việc chung với cha này hay giám mục kia đâu. Vinh dự và cao trọng đến vậy đó. Và chúng ta cũng được Chúa mời gọi đóng góp những khả năng và tài năng Chúa ban cho chúng ta cuộc sống, qua thí dụ của những nén bạc Chúa trao cho chúng ta, tùy theo mỗi người Chúa ban. Và chúng ta có trách nhiệm phải làm sinh lợi, chứ không phải giấu những khả năng ấy như tên đầy tớ vô ích khi chôn giấu nén bạc của mình. Chúng ta được mời gọi và được chính Chúa mời gọi để cộng việc với Chúa. Và làm việc thì chắc chắn phải có khó nhọc vất vả, đó gắn liền với thân phận của chúng ta, mà Chúa Giêsu nói rất rõ trong trang tin mừng ngày hôm nay: ngày nào cũng có khó khăn của ngày đó. Vậy thưa cộng đoàn, Chúa không muốn chúng ta vô ăn vô lo hay thiếu trách nhiệm, nhưng Ngài muốn chúng ta ý thức được lời mời gọi của Chúa để cộng tác vào công trình sáng tạo, và qua việc đó để góp vào công trình cứu độ của chính mỗi người chúng ta. Vậy câu then chốt mà ngày hôm nay Chúa muốn căn dặn chúng ta là gì? Trước hết hãy lo tìm kiếm Đức Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, những sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Vấn đề ở đây không phải là thời gian, là mình làm thôi bây giờ mình còn sức khỏe kiếm tiền, sau này già già rồi mới vô hội đồng mục vụ, đúng không? Có tiền có thời gian để phục vụ, không phải. Mà Chúa muốn nhắn mỗi người chúng ta, đây chính là cái giá trị khi chúng ta phải chọn lựa. Bởi vì mình sống theo lời của Chúa, chúng ta sống tin mừng giữa cuộc đời này, cho nên khi chọn lựa thì phải luôn luôn chọn lựa giá trị của nước Thiên Chúa, làm sáng danh Chúa, bổ ích cho các linh hồn
trong tất cả những công việc của mình, mà chúng ta gọi là thánh hóa. Đó là điều mà chúng ta phải xin Chúa. Bởi vì trong thực tế, có lẽ phần đông chúng ta nghĩ chúng ta xuất thân từ một gia đình giàu có quyền lực và tiền bạc có thể mang lại hạnh phúc. Điều đó cũng đúng, nhưng mà không phải là chân lý. Bởi lẽ tiền bạc luôn luôn dường như là một thứ mối nguy, và Chúa Giêsu đã từng cảnh báo các tông đồ không ai có thể làm tôi hai chủ được. Đó là hình ảnh của một Giuđa giữ túi tiền rất nhỏ, quý các tông đồ đâu có bao nhiêu. Mà Thánh Gioan chú giải rằng, chú thích rằng ông đã từng biển thủ tiền, đến một lúc cuối cùng kẹt tiền quá bán đứng thầy mình, giá chỉ có 30 đồng bạc, nghĩa là mua bằng cái giá mua một người nô lệ. Giá bán chúa vài triệu đô la chắc chúa đỡ nhục, kẹt tiền quá bí quá bán luôn. Và trong giáo hội cũng không thiếu những hình như vậy. Và ngày hôm nay qua báo chí trong nước chúng ta thấy đấy, những người quyền rất cao, đúng không, tài năng rất giỏi, tiền cả hàng ngàn tỷ, nhưng rồi cuối cùng nó có mang lại được hạnh phúc không, khi mà bị người khác gom lại nhốt tù, có nghĩa là phải tách ly ra khỏi xã hội, bởi vì những người đó sống sẽ làm cho xã hội hư hỏng. Như vậy, qua thực tế đấy, để chúng ta xác định một lần nữa, Thiên Chúa là Cha luôn luôn quan trọng và làm những gì tốt nhất mà quý ông bà anh chị em đã từng nghĩ từng làm cho chính con cái của mình. Và thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong năm hiệp hành, những cuộc họp hỏi từ cấp giáo xứ, giáo hạt cho đến giáo phận trong 3 năm để hướng tới một giáo hội hiệp hành với sự hiệp thông, rồi tham gia, rồi sứ vụ Đức Thánh Cha đã chọn để trong 3 năm từ đi từ lý thuyết cho đến thực hành, đi từ nội dung cho đến những hình thức cần phải làm. Tôi chỉ xin phép chia sẻ với anh em có 2 điều thôi, bởi vì mỗi người chúng ta ngồi ở đây dù sao đi nữa, nói theo tin mừng ngày hôm nay là anh chị em đã hy sinh thời gian và mọi thứ để lo việc Thiên Chúa, kiếm nước trời và sự công chính của Chúa. Hy sinh, đây là một ơn gọi Chúa gọi anh em, và chúng ta cùng hiệp hành. Nghĩa rất đơn giản thôi, hiệp là cùng, hành là cùng đi với nhau. Thế nhưng mà đi với đi làm gì? Nếu chỉ đi với nhau không có mục đích thì không trọn vẹn. Cho nên chúng ta cùng đi với nhau và cùng suy nghĩ, cùng hành động, cùng chung tâm tình. Bởi lẽ Chúa đã hứa Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đi cùng nhau cũng có nghĩa là phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa, chứ không phải đi theo hướng của mình. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ đó là đi cùng nhau nghĩa là chấp nhận, đón nhận nhau và chấp nhận nhau trong tình yêu thương. Tôi nhớ là một trong những bài phát biểu được trong công đồng Vatican II của một giám mục Việt Nam, Đức Cha Simon Nguyễn Văn Hòa, Simon Hòa Hiền, ngài đã có một bài phát biểu nói về giáo hội như là một gia đình. Và một cái này, ý tưởng này được đón nhận khá đặc biệt từ các nghĩa vụ theo tôi biết như vậy. Và chúng ta thấy ngay Đức Hồng Y đang nguyên hồng, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của chúng ta cũng vậy, ngài cũng thích dùng cái từ gia đình thiếu nhi, gia đình Phật tạ thánh tâm dùng. Bởi lẽ người Á Đông của chúng ta rất tôn trọng đời sống gia đình, cả thế giới cũng vậy, nhưng cách riêng với người Á Đông. Và Chúa Giêsu khi ngài xuống cứu độ chúng ta thì ngài cũng chấp nhận sống trong một gia đình, đời sống trong gia đình. Và đã là gia đình ấy, bạn bè, chúng ta có bạn bè, bạn bè thì do chúng ta chọn, nhưng anh em trong gia đình thì chúng ta không có quyền lựa chọn, chúng ta chỉ có việc chấp nhận và đón nhận nhau qua những hành động yêu thương. Đó là những người anh, người em của mình, cho bố mẹ sinh ra, cho nên không có được chọn, nhưng vẫn chọn bạn bè, thích thì chơi, không thích thì không. Và đã chọn như vậy thì giống như khi
hai vợ chồng nắm tay nhau để hứa chung thủy với nhau khi bệnh mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, rồi khi thành công như lúc thất bại, khi ăn vui cũng như lúc buồn, vui cũng buồn. Chúng ta phải cùng nhau chia sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn đó thì mới là chấp nhận và đón nhận nhau trong cuộc sống, và đó mới là bác ái thật, coi nhau như gia đình, hỗ trợ nhau, em ngã thì anh nâng. Điều thứ hai là anh em ở đây không trên danh nghĩa mà phải sống có tình nghĩa với nhau. Lắm khi chúng ta chỉ sống trên danh nghĩa, mình có chức danh này, chức danh kia, và lắm khi dùng cái chức danh đó để có thể làm nhiều thứ vượt và trội hơn người khác, và đánh mất cái điều căn bản nhất, đó chính là tình nghĩa với nhau. Chính tình nghĩa này nó sẽ giúp cái tình yêu của chúng ta bền vững, và nó sẽ là hỗ trợ đặc biệt để giúp chúng ta phục vụ cách tốt đẹp hơn. Cuối cùng, chúng ta đi chung cùng nhau để làm việc với nhau trong tình hiệp nhất. Tình yêu thương được biểu hiện qua một gia đình không phải là chỉ có việc làm chung, nhưng chúng ta riêng bản thân mỗi người mà chúng ta lo cho ích chung của giáo xứ là số một, của giáo phận trên nữa. Xưa người ta hay tôn trọng cái đời sống gọi là danh gia vọng tộc, ích chung. Bây giờ người ta đề cao cá nhân, cho nên cá nhân cố gắng nổi vượt. Nhưng thời xưa cha ông chúng ta danh gia vọng tộc, các ngài luôn đặt cái ích chung lên là đầu, rồi sau đó tất cả mọi người đều, chứ không phải làm cái đoàn thể này phải nổi hơn, mình phải là số một, còn cái kia thì không kiểu ganh đua kiểu đó được, mình loại trừ nhau. Thì như vậy không phải là hiệp hành mà là loại trừ nhau. Và một trong những câu nói rất nổi tiếng của một nhà văn Antoine de Saint-Exupéry, một người viết cái cuốn Hoàng Tử Nhỏ rất nổi tiếng, cũng có câu nói là khi yêu nhau người ta không có ngồi nhìn nhau nhưng nhìn chung về một hướng. Lý do tại sao? Bởi vì nếu mỗi người chúng ta mà ngồi nhìn nhau á, chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều cái xấu lắm, đúng không? Ông này có cái tật này, bà kia có tật khác, và khi bạn nhìn cái tật xấu của nhau thì bắt đầu chúng ta nó sẽ gây ra ghen tị, cạnh tranh và đủ thứ ấy. Đoàn này nhìn đoàn khác. Cho nên chúng ta cần nhìn chung về một hướng, hướng đó là hướng Chúa chỉ ra cho chúng ta vinh danh Chúa và làm hữu ích cho các linh hồn. Thì khi chúng ta nhìn về Chúa, Chúa sẽ ban ơn và giúp chúng ta nhận ra được điều gì chúng ta phải làm. Cho nên thưa cộng đoàn, một vài những chia sẻ trong ngày chúng ta cầu nguyện như ý của cha quản hạt, hạt trưởng, đó là ngày đầu năm chúng ta họp nhau lại trong ngày hôm nay để xin Chúa chúc lành cho năm mới, công việc của giáo hạt và từng giáo xứ được tốt đẹp. Mong rằng mỗi người chúng ta luôn nhìn về Chúa, và trước hết hãy lắng nghe tìm kiếm Đức Thiên Chúa và sự công chính, còn những sự khác Chúa sẽ ban cho chúng ta sau. Amen.